Nốt ruồi là những vết đốm màu nâu, đen hoặc đỏ thường nổi trên bề mặt da. Nốt ruồi không tác động đến sức khỏe nhưng có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ với nhiều người. Vậy phương pháp xóa nốt ruồi hiện nay như thế nào? Xin chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Thường Duy. Hiện tại tôi đang công tác tại khoa da liễu thẩm mỹ da Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Nốt ruồi hay còn gọi là nevi, đây là những cái đốm sậm màu, có thể là màu đen, màu nâu đen hay là màu xanh đen. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên da, có thể xuất hiện từ thời thơ ấu hoặc là trong quá trình trưởng thành của con người thông qua cái quá trình mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nốt ruồi thì như chúng ta đã biết, nốt ruồi thì lành tính, hầu như là ít có thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nốt ruồi vẫn có sự thay đổi về kích thước và màu sắc. Nếu trong quá trình theo dõi chúng ta thấy rằng nốt ruồi có những cái dấu hiệu như là chúng tăng nhanh về kích thước, có cái bờ không còn đồng đều và có tính mắt đối xứng, màu sắc nó không còn đồng đều nữa, hoặc là chúng có những cái lét hoặc là chảy máu không lành, thì đây là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải đến những cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Đối với sang thương về nốt ruồi, chúng ta sẽ có cái phương pháp điều trị như là đốt CO2 hoặc là đốt bằng laser CO2 và đốt điện. Chỉ định của phương pháp này nó sẽ tùy thuộc vào cái cơ sở vật chất của từng cơ sở y tế. Riêng tại khoa da liễu thẩm mỹ da Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chúng tôi đang triển khai cả hai phương pháp này. Tuy nhiên cái phương pháp đốt nốt ruồi bằng laser CO2 thường được lựa chọn hơn, bởi vì các sang thương đốt laser CO2 nó sẽ nhỏ gọn hơn và cái sẹo sau khi lành nó sẽ đạt thẩm mỹ và quá trình làm nó sẽ nhanh chóng so với phương pháp đốt điện. Quy trình đốt nốt ruồi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh diễn ra khá là nhanh chóng và rất là tiện lợi. Khách hàng có nhu cầu đốt ruồi sau khi được thăm khám với bác sĩ sẽ được chỉ định để đốt ruồi. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ là vệ sinh cái vùng da cần đốt. Bước thứ hai là chúng ta sẽ ủ tê, và thời gian ủ tê là từ 30 đến 40 phút tùy vào cơ địa của mỗi khách hàng. Sau 30 đến 40 phút chúng ta sẽ tiến hành là tháo tê và đeo kính bảo hộ cho khách hàng. Bước thứ tư là chúng ta sẽ sát khuẩn vùng điều trị và bác sĩ sẽ chính là người sử dụng máy laser để thực hiện đốt nốt ruồi cho khách hàng. Thời gian đốt nốt ruồi sẽ kéo dài từ vài phút cho đến vài chục phút tùy vào độ khó của mỗi nốt ruồi. Bước thứ năm là sau khi đốt nốt ruồi xong thì chúng ta sẽ bôi thuốc để mà cái sang thương nó giảm đau và giảm viêm. Bước thứ sáu là bác sĩ sẽ hướng dẫn cho khách hàng cái cách chăm sóc cái vết đốt sau khi về nhà, và hướng dẫn chúng ta sử dụng thuốc bôi, thuốc uống ở nhà cũng như là hẹn lịch tái khám. Trong những ngày đầu sau khi thực hiện liệu trình, khách hàng chúng ta cần phải giữ cho cái sang thương này nó khô thoáng. Chúng ta nên là rửa bằng nước muối sinh lý hoặc là sử dụng cái dung dịch rửa vệ sinh nó dịu nhẹ dành cho da đang điều trị. Và chúng ta sẽ bôi thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong thời gian lành thương, các sang thương này có thể sẽ đóng mài và chúng ta sẽ để cho cái mài nó rớt tự nhiên, tuyệt đối là không có cào gãi vì nó sẽ rớt mài và gây sẹo xấu về sau. Trong quá trình mà theo dõi, nếu có bất kỳ vấn đề gì bay bất thường thì chúng ta nên tái khám ngay với bác sĩ để có thể can thiệp và điều trị kịp thời. Và trong quá trình mà dưỡng thương, nếu như mà chúng ta có ra ngoài thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng, và ưu tiên cái loại kem chống nắng sẽ có chỉ định sử dụng cho da đang điều trị. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên giữ nắng tuyệt đối trong thời gian lành thương để tránh cái vấn đề và nó thâm sau khi mà điều trị. Nếu như các bạn có cái nhu cầu về thẩm mỹ da nói chung hoặc là có nhu cầu về những điều trị những vấn đề nốt ruồi thì chúng ta nên đến những cơ sở uy tín có các đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để có thể mà thăm khám và đưa ra cái liệu trình điều trị phù hợp với mình. Xin chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình lần sau.